Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2016, tổ chức Voice Việt Nam phối hợp với nhà thờ giáo xứ Đông Yên trao tặng 20 tấn gạo cho những người làm biển bị thiệt hại tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Là một xã ở gần nhà máy luyện thép Formosa, nên người dân ở đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn cá chết hàng loạt và nhiều hộ dân đang ở trong hoàn cảnh thiếu thốn lương thực. Đoàn đã phối hợp cùng với nhà thờ tại địa phương phát 800 phần quà cho 800 gia đình ngư dân với tổng khối lượng 20 tấn gạo. Trong đó, nhà thờ đóng góp 15 tấn gạo, tổ chức Voice Việt Nam đóng góp 5 tấn gạo. Dự kiến trong vài ngày tới, Voice Việt Nam sẽ tiếp tục phát 5 tấn gạo cho bà con ngư dân tại xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, vốn là vùng muối của Hà Tĩnh. Kể từ khi phát hiện ra cá chết hàng loạt dọc các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, hàng ngàn gia đình ngư dân đã không thể ra biển đánh cá, và nếu có đánh bắt được cá thì cũng gần như không có ai mua, ngoại trừ một số thương lái. Giá thu mua cũng giảm rất nhiều, khiến cho hầu hết các ngư dân ở đây đều không có một nguồn thu nhập nào. Sống là từ khi mà nước thải ra cho đến giờ là nghề nghiệp của ba là không có gì, là bán được một con cá gì phải đi về là họ không mua cho nó phải đổ tại biển luôn. Thậm chí là giờ có xe mình cá mà không có thể bán được, giờ cứ chỉ một mình thịt với lại mình bán mình ruột. Thì như ba ra cả rồi, ông ra cả rồi, ông ra ông cũng vẫn đi đang con lâm biển mà nuôi hai vợ chồng rồi thôi. Bây giờ hiện tại dưa là trong nhà là không có một năm gạo nào. Là cùng cái mùa này là mùa của người đánh bắt hải sản, mà trong mấy cái đợt này là đánh bắt của chúng tôi hình như bị sụp đổ, chưa làm cả về không ai mua, cho nên là cả là bị nhiễm chết nhiều, nên là dư cả ghe cả thuyền như là dư kéo lên trên thuyền này. Nhà cầm quyền địa phương không có cơ chế hỗ trợ cho các hộ ngư dân trong thời điểm này. Nhiều người dân tỏ ra tức giận vì không được nhà cầm quyền quan tâm. Chúng tôi chưa nhận được một cái gì là hỗ trợ và cũng chưa có một lời động viên. Có một mảnh gì là dân cứ ngồi đi về làm được con cá nào là đổ con cá ấy. Thậm chí là họ nói là dư không đi cũng phải làm liêu mà đi khi có ai mua để mà kiếm một năm gạo. Mà kiếm nghề sinh sống của gia đình. Mà dư hiện dư là gì? Nhiều gia đình là chịt tỏi ở chùa. Nhiều gia đình không có một năm gạo mà nấu rồi. Mà cả xa cũng có cái gì là đề cập đến với huyện tỉnh, có cái gì đề cập đến với dân ạ. Trong một diễn biến khác, hàng ngàn ngư dân ở các làng Cảnh Dương, Dương Hòa và thành phố Đồng Hới, Quảng Bình liên tục biểu tình trong 3 ngày vừa qua, từ 28 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 2016. Những người này giăng lưới, đổ cá ra đường chặn quốc lộ để biểu tình. Nguyên nhân là vì tàu cá đánh bắt xa bờ về bị chặn không cho bán cá do ảnh hưởng bởi lệnh cấm thu mua cá nhiễm độc ở 4 tỉnh miền Trung do chính phủ ban hành. Phóng sự của SBTN tường trình từ Hà Tĩnh, Việt Nam.